Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì máy móc Minh Trí xin phép được giới thiệu cho anh em một trong những cái sản phẩm mà đang có sẵn trong kho đồ nghề của bên máy móc Minh Trí. Đấy chính là sản phẩm súng bắn bu lông Lan Biao, là một trong những cái thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Thì cái mẫu Lan Biao này tôi đã review rồi, nhưng mà đấy là mẫu súng là của nó là 350 Newton. Ngày hôm nay thì bên mình đang có sẵn cái mẫu là 500 Newton, thương hiệu ở nội địa Trung Quốc của Lan Biao, đầu khẩu 1/2, motor không chổi than. Thì mẫu sản phẩm này có những cái tính năng đặc điểm gì nổi trội thì tôi xin phép review qua để cho anh em biết những cái thông số gì mới được cập nhật trong cái dòng súng bắn bu lông Lan Biao 1/2 này nhá. Đầu tiên là súng bắn bu lông Lan Biao từ 0 cho đến 500 Newton đây. Từ 2.600 cho đến 3.800 vòng trên 1 phút. Anh em có thể nhìn thấy thông số ở đây. Sản phẩm Lan Biao thì là một trong những cái hàng nội địa uy tín chính hãng của Trung Quốc, bán đầu khẩu 1/2 và motor không chổi than. Phụ kiện đi kèm thì vẫn như mọi khi thôi anh em. Đầu tiên là có một pin đi kèm theo súng và một pin dự phòng, là hai pin. Trên thân của pin thì hàng nội địa của Trung Quốc, họ rất là tự hào về cái thương hiệu của mình. Chính vì vậy là thương hiệu Lan Biao họ sẽ làm những cái thông số ở đây để cho anh em có thể nhìn thấy chi tiết. Đầu tiên là thương hiệu của Lan Biao này, các cái cảnh báo pin của nó là 20V. Anh em có thể nhìn thấy là 4AH 20V. Rất là chất lượng nha anh em nhé. Ngoài ra thì sản phẩm được đựng trong một cái vali rất là đẹp để anh em chúng ta có thể nhỏ gọn, xách di chuyển đi cứu hộ xa, rất là tốt. Đấy, ngoài ra lại có thêm sạc. Cái sạc này thì nó đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc cắm sạc vào. Tiếp đến là có một cái phụ kiện đi kèm là một cái đầu khẩu. Tôi nhớ không nhầm thì nó sẽ là cái đầu khẩu 22. Bao giờ nó cũng có một cái đầu khẩu 22 đi kèm để cho anh em chúng ta sử dụng. Tiếp đến là một trong những cái tờ giới thiệu sản phẩm nội địa Trung Quốc của thương hiệu Lan Biao. Có rất là nhiều những cái loại mẫu súng như là súng bắn bê tông, súng mài, súng khoan, súng cưa cắt, nói chung là đầy đủ từ A đến Z. Giới thiệu thương hiệu sản phẩm của Lan Biao. Và không để anh em chờ lâu nữa thì tôi sẽ bắn thử cho anh em xem nhé. Đây. Anh em có thể nhìn thấy là cái súng Lan Biao này nó đáp ứng được gần như tất cả những cái yếu tố về kỹ thuật mà anh em chúng ta thợ hay sử dụng. Đầu tiên là cái chế độ left right trái phải. Anh em chúng ta vẫn chỉnh ở đây. Chỉnh ở giữa thì là khóa cò súng, khóa trẻ em. Ngoài ra thì sản phẩm có những cái chế độ bắn cũng như là cái lượng pin, chúng ta có thể chỉnh on off ở cái khu vực pin. Thân của súng thì là bọc thêm một lớp cao su chống trơn trượt, rất là đẹp. Trên bề mặt đầu của súng thì có dập in cái thương hiệu của Lan Biao, là một trong những cái thương hiệu rất là tốt. Đây, kể cả pin họ cũng dập nổi thương hiệu Lan Biao. Powell Station 20V Max 4AH. Rất là uy tín nha anh em nhé. Để tôi cân thử xem là cân nặng của nó là bao nhiêu nhé. Ồ, như vậy của nó là cả pin cả súng thì mới chỉ có 2 cân thôi anh em ạ. Tôi vừa cân xong là cả pin cả máy thì nó rơi vào tầm là 2 cân. Rất là đẹp, rất là thích hợp cho những anh em nào chúng ta sử dụng đi cứu hộ xa. Sản phẩm này thì là 500 Newton. 500 Newton thì chúng ta có thể bán được từ bu lông 8 đến khoảng bu lông 27 anh em nhá. Rất là chất lượng luôn. Còn sản phẩm này thì không khuyến khích bán được ốc 32. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái ốc mà không phải zin 32 thì cũng có thể bán được. Nhưng mà là hên xui nhá anh em nhá. Mẫu sản phẩm này bắn pin thì chúng ta có thể bắn liên tục thoải mái trong vòng 1 tuần, vô tư. Còn nếu mà ngắt nhà thì có thể là bán lâu hơn. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là anh em chúng ta khi sử dụng thì nếu hết pin thì chúng ta có thể là lấy một cái pin dự phòng. Đấy, hoặc là sạc qua đêm thì rất là tiện. Sản phẩm này thì đang phân phối bởi bên máy móc Minh Trí. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng cái mẫu sản phẩm này thì liên hệ ngay với cả bên mình. Đấy chính là máy móc Minh Trí.com 0915498666 hoặc là 0978390231 0986734894. Website, fanpage của công ty. Anh em chỉ cần lên Facebook, YouTube hoặc là lên bất kỳ Google, gõ là máy móc Minh Trí.com hoặc là máy móc Minh Trí thì sẽ có cái thông tin đầy đủ của bên bên mình nhá. Rồi, thì cái mẫu sản phẩm này, giá của sản phẩm bên mình xin phép được để ngay dưới phần comment để anh em chúng ta có thể tham khảo và đặt mua. Các cái thông số thì mình cũng đã để ở ngay dưới phần comment rồi. Ngoài ra thì anh em có thể là ép cái Zalo của mình
Đây, đây là ba cái Zalo của mình là 0915498666 hoặc là 0978390231, 0986734894. Ép Zalo của mình để làm gì ạ? Thì bên mình luôn luôn có những cái chương trình giảm giá 60, 70, 80 thậm chí là 90% để cho anh em. Những cái sản phẩm mà bên mình lâu này tồn kho không bán được, khách hàng hoàn về, hoặc là những cái mẫu sản phẩm mà đang cần thanh lý thì mình sẽ thanh lý gần như là giá rẻ như cho vậy. Đấy, cho nên anh em có thể chủ động ép Zalo của mình để săn sale nha anh em nhé. Mẫu sản phẩm này thì bên mình ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền tại nhà cho tất cả khách hàng miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Anh em chỉ cần liên hệ với cả là máy móc Minh Trí thôi. Thì bên mình sẽ ship hàng đến tận nhà khách hàng, xem hàng, kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Tránh tình trạng là mất hàng, mất niềm tin khi các bạn mua hàng online. Mình xin nhắc lại là thông số của sản phẩm súng bắn bu lông Lan Biao 500 N, thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Phụ kiện đi kèm là hai pin một sạc. Đấy. Riêng máy và thân máy thì là cầm vào là nó rơi vào tầm khoảng 2 kg anh em ạ. Đấy, sản phẩm bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 27. Tốc độ của nó là 2600 đến 3800 vòng trên 1 phút. Rất là chất lượng nha anh em nhé. Sản phẩm thì bắn left right trái phải đầy đủ từ bu lông 8 đến bu lông 27. Và nếu anh em nào chúng ta muốn sử dụng súng này để khoan tường hoặc là để bắn ốc vít nhỏ nhỏ thì đều bắn được anh em nhé. Chúng ta chỉ cần lấy một cái đầu chuyển, một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan. Đầu chuyển khoan thì chúng ta để nó bắt khoan mang danh bắn vào trong tường. Còn đầu chuyển vít thì chúng ta lắp vào đây và chúng ta bắn vít bốn cạnh. Đấy, những cái bu lông nhỏ thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Nhưng đây thì là cái đầu đặc. Đầu đặc này thì nó có cái những cái ưu điểm như là chắc hơn này, đẹp hơn. Anh em có thể thấy là trong quá trình tôi thao tác gần như là đầu súng nó không rung lắc nhiều, cho nên đáp ứng được rất đầy đủ những cái kỹ thuật mà anh em chúng ta thợ cần. Mẫu sản phẩm này thì thân máy thì bảo hành 6 tháng, pin thì bảo hành 3 tháng. Sau 3 tháng thì bên mình vẫn tiến hành sửa chữa, thay bo mạch cũng như là độ lại pin theo ý của anh em. Giá thì mình chỉ lấy cái giá hữu nghị thôi, cho nên anh em rất là yên tâm nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình để tham khảo thêm nhiều hơn nữa những cái mẫu sản phẩm mà đang có sẵn trong kho đồ nghề của bên máy móc Minh Trí nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.